chân của mình, mà nó cũng rất là đơn giản thôi, không có cái gì là phức tạp cả. Sau khi về đắp cái miếng dứa ấy, thế hôm bà lần trước vào đây chúng ta cửa dứa rất nhiều, tôi có cầm 12 miếng dứa và ngay hôm đấy là tôi đã đắp luôn, một số hôm đấy thì tôi thấy nó mềm ra rất nhiều, và tôi dùng tay tôi cạy cái phần cứng đi. Thế thì nó vẫn còn, thì hôm sau, ngày hôm sau thì chiều hôm sau tôi đắp tiếp, bởi vì buổi sáng tôi cũng có nhiều việc tôi không làm được, đúng buổi chiều tôi lại đắp tiếp và tôi thấy là nó mềm đi rất là nhiều luôn, mà lần sau nó không bóc được nữa, mà cứ tự nó mềm thôi. Thế nhưng mà tôi không hiểu làm sao tất cả cái móng chân của tôi nó đã chuyển màu, đến hôm nay thì cái màu của nó không còn được như hôm đầu nữa, nhưng mà màu của nó như màu son luôn ấy. Thế tôi cũng không hiểu là lý do như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là chắc là nó cũng có tác động lên cái phần ngón chân, cho nên là tôi đã dùng tay của mình ấy, tôi bóp tất cả xung quanh các ngón chân. Thì tôi nghĩ là nó chắc chắn có liên quan tới, cho nên nó mới lên cái màu khác cái chân bên này như thế. Cho nên là tôi đã dùng tay và tôi đã cứ co bóp phần nhiều ở mình, cứ tất cả những chân, thì đến bây giờ chân tôi nó mềm trở lại bình thường, như là không còn mắt cá chân. Đâu, chị cho xem cái mắt cá chân ông đạo nào. Kiểu như thế nào. Trước trông rất xấu. Dứa. Nhưng mà nó mềm, nó mềm rồi, nó mềm. Chai chân gì? Chai là nó mềm lắm rồi, nó mềm lắm rồi. Không còn. Đâu, vẫn phải làm nữa. Vẫn phải làm tiếp.